Mẹ ơi, bây giờ cái giới tính của con như vậy đó, thì mẹ thương con thì thương cả bạn con. Thì lúc đó thì thấy bé cũng dễ thương, cũng ngoan lắm. Cháu ngoan mà cháu rất là hiểu chuyện. Rồi gia đình ông xã đó có chấp Dạ. nhận điều đó không? Hồi đầu thì ba cháu là người cũng thành ra mẹ cứ khuyên lần Dạ. con mà mình sanh ra mà mình không thương thì không ai thương con mình cả. Miễn sao con nó được hạnh phúc, miễn sao con nó được vui vẻ và nó cống hiến cho xã hội những điều tốt, việc tốt là mình chấp nhận. Thì lúc đó ba mới cho hai đứa về. Cái áo dài đẹp quá. Đẹp quá, áo dài rất là đẹp, hai mẹ con màu sắc rất là đẹp luôn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, cô chào Lê Lộc Dạ, và chào quý vị cô. khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tâm, năm nay em 50 tuổi, em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Em buôn bán hàng tạp hóa tại nhà, đây là dâu. Dạ. Đây là dâu. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc với cả tất cả các quý vị khán giả đang xem tại chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Hoài, con ở Quảng Bình. Con làm dâu của mẹ cũng được 2 năm rưỡi rồi. Hiện tại con đang là nhân viên ngân hàng ạ. Mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ chưa có em bé chị ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Tại vì là cháu là con em là cũng là con gái. Em muốn chia sẻ chuyện của con cháu. Lúc trước thì con có quen một bạn nam, có một số chuyện nên hai người không quen nhau nữa. Khi mà con lên đại học, con học á, con gặp con của mẹ á, là chồng của con hiện tại. Dạ, cái lúc đó chồng của con đang còn để tóc dài vậy nè, nhưng mà con kiểu con nhìn một cái là con tự nhiên thần Covid bắn trúng tim con. Là lúc đó vẫn là con gái luôn, nhưng mà con lúc đó con thích luôn. Cái là hai người tìm hiểu nhau một thời gian. Con gái của mẹ là bao nhiêu tuổi? Cùng lớp Hai luôn, học cùng lớp, sinh năm cháu học 98. chung trường, rồi nhà học chung nhóm, rồi bây giờ làm chung ngân hàng luôn. Chung tuổi luôn. Dạ, chung tuổi Rồi luôn hai cô gái 21 tuổi yêu nhau luôn. Dạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà cô gặp em á, thì cô nghĩ như thế nào, và cô có nghĩ đây là cái người mà con gái mình quen không? Bé nhà cô nó lên học năm thứ hai á. Dạ. Hồi đó cháu rất là dài, rất là đẹp. Dạ. Học năm 2 thì cháu cắt tóc ngắn. Và lúc đó là không gặp mẹ, sợ mẹ sốc. Mấy tháng á, không có về nhà. Thì lúc đó là mẹ mới gọi điện, thì không nói chuyện với mẹ mà xin nói chuyện với anh rể, chia sẻ với anh rể. Thì anh rể về nói lại với mẹ. Thời gian cũng phải mấy tháng á, thì mới đưa bạn về. Lúc đó là nói là mẹ ơi, bây giờ cái giới tính của con như vậy đó, thì mẹ thương con thì thương cả bạn con. Thì lúc đó thì thấy bé cũng dễ thương, cũng ngoan lắm. Cháu ngoan mà cháu rất là hiểu chuyện. Rồi gia đình ông xã đó có Dạ. chấp nhận điều đó không? Hồi đầu thì ba cháu là người cũng thành ra mẹ cứ khuyên lần Dạ. con mà mình sanh ra mà mình không thương thì không ai thương con mình cả. Miễn sao con nó được hạnh phúc, miễn sao con nó được vui vẻ và nó cống hiến cho xã hội những điều tốt, việc tốt là mình chấp nhận. Thì lúc đó ba mới cho hai đứa về. Về thì bây giờ ba là người thương hai đứa hơn cả mẹ. Ba chấp nhận. Dạ. Quan trọng là tụi nhỏ hạnh phúc là được rồi. Dạ, dạ. Thời thế bây giờ nó cũng đổi thay rồi. Dạ. Suy nghĩ con người ta cũng thoáng lên rồi. Dạ. Cuộc sống thì nó hiện đại lên rồi. Miễn sao con mình hạnh phúc được rồi. Dạ. Đâu có ai chọn mình một cái giới tính nào để mình sinh ra đâu. Cái quan điểm mọi người bây giờ cũng thoáng lắm, không sao cả. Dạ. Còn với em, khi mà lần đầu tiên em gặp mẹ chồng á, em ấn tượng điều gì? Mẹ em rất là hiền. Nói chung là mẹ em hiền cực kỳ luôn. Mẹ em rất là ít nói, tại vì công việc lu bu cứ chạy ra chạy vào ngoài à, mẹ em ít nói lắm. Nhưng mà sau này đó mới biết mẹ nói cực kỳ nhiều luôn. Mà mẹ mà sắp sắp xếp công việc trong nhà nha, là đến giờ là đúng giờ này là cô đi tắm, tắm trước đã, đến con Hoài đi tắm, đến con Dương đi tắm. Tức là mẹ cứ nói hoài luôn, cứ biên độ một 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 phút là mẹ nói một lần. Cô đi tắm đi con, Hoài đi tắm đi con. Mẹ cứ nói hoài luôn, đau đầu á. Đứa nào cũng kiểu như nói nhiều quá, cái là kiểu như là nghe lời mẹ thôi. Mình đi đi cho lành cho rồi. Đi cho lành cho nhanh. Có thể là cha mẹ đồng ý, nhưng để vượt qua cái ánh mắt của hàng xóm á, vượt qua cái trăn trở mà những thành viên gia đình, cái điều này rất khó, đúng rồi, đúng không?
Thời gian đầu em cũng rất là khó khăn, sợ con ra ngoài người ta kỳ thị, người ta xem thường, rất là sợ. Nhưng mà con thì lại nói là mẹ không phải lo cho con đâu, con chỉ sợ là gia đình thôi. Mình đối mặt với bà con như thế nào? Không, rồi bây giờ các cháu về thì hai bên nội ngoại rất là thương. Biết hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Còn hàng xóm thì sao? Dạ, hàng xóm biết hết rồi. Dạ, nói chung nhà em mua bán một ngày cũng phải là vài trăm người ra vào, thành ra họ cũng biết. Cháu về là cháu đứng hàng, cháu bán suốt à. Thôi vậy cũng tốt rồi. Dạ. Nói chung là mọi người cũng hiểu. Nhưng mà những cái ngày đầu mới về ở với mẹ thì hai mẹ con mình chắc là cũng chưa hiểu nhau nhiều đúng không? Vậy thì mình gặp những cái khó khăn gì? Câu chuyện chinh phục mẹ chồng mà nàng dâu nào cũng phải gặp cả là phải chinh phục tất cả các thành viên trong gia đình mình. Coi như là mình yêu thương họ như là người nhà của mình vậy đó. Thì con cũng vậy. Con bắt đầu, cái câu chuyện chinh phục của con là bắt đầu từ một em cún trong nhà. Tên là Cún, giới tính là BD luôn. Mới nhỏ cái mẹ Thiến rồi. Trời ơi. Mẹ Thiến này cho nó cũng như mẹ eo, nó khỏe, nó đô lắm, cực kỳ luôn. Mà cứ mới về là nó rất là chảnh luôn. Kêu là không có quay lại, nghiêng nghiêng vậy thôi, không có quay lại. Xong rồi em về mua hạt cho nó ăn, rồi chơi với nó, nói chuyện với nó, riết, nó mới bắt đầu quen với mình, thân với mình. Đó là từ một em chó bắt đầu đến là ba. Ba là một cái người mà khó khăn nhất, tại vì là ba rất là ít nói, thậm chí ba không hề nói luôn. Em rất là sợ ba, nhưng mà kiểu như là mình cứ từ từ thôi. Em mua khi lâu lâu về thì mua cái này cho ba, mua kia cho ba, rồi quan tâm hỏi ba này kia, rồi dần dần ba cũng thương. Em rất là thích ăn trái trứng cá đó. Lần đó kỷ niệm hai cha con là ba chở em đi vô trong kia đi hái trứng cá, ba bọn em lên luôn để mà hái ăn. Nói để thôi để ba trèo lên ba hái cho, cả tại vì lúc đó trời hơi râm mưa rồi. Cái em mới nói với ba về thôi ba ơi, ba trèo lên cây chắc gãy cây quá, tại vì ba em bự lắm. Em sợ, em nói thôi để con trèo cho, thế ba cũng đỡ em trèo. Kiểu như là giống như là cảm giác ba mình rất là ga lăng lúc đó, tự nhiên thương ba kinh khủng luôn. Ba em là cứ có cái gì cũng đem về, từ cái nhỏ đến cái lớn, đặc sản chỗ nào ba cũng đem về cho nhà, cho cả nhà ăn hết á. Nên thành ra là thương ba cực kỳ luôn. Dần dần ba thương như là con gái vậy á. Xong rồi đến mẹ, nói chung là em cứ từ từ mẹ ơi, tối nào cũng đấm lưng cho mẹ hết, tuần nào cũng về luôn, tại vì về nhà rất là thoải mái, mẹ thoải mái lắm, mẹ hiền mà nhẹ nhàng lắm, nên là cứ thích về nhà với mẹ kể chuyện cho mẹ nghe. Tối nào hai mẹ con cũng video call hết trơn á. Dạ, chồng em bị tủi thân luôn, tại vì hai mẹ con còn thân nhau hơn cả chồng nữa. Kêu dạ. Mẹ ơi, mẹ cắt khẩu con ra đi để cho anh Hoài nó vô đi. Chồng em kêu để cho con ra đi chứ con là thành con ghẻ trong nhà rồi, mẹ cho Hoài vô đi. Một cô gái đầy cảm xúc, một cô gái rất là dễ thương, thông minh, lanh lợi, biết điều như thế. Là quá tuyệt vời gia đình mình đúng không cô? Câu nấu nướng giặt giũ gì trong gia đình mình không? Nấu nướng thì hình như là mẹ là chính, em chỉ phụ thôi. Nhưng mà lên mạng thì nấu đủ thứ, trà đào, trà sen, ôi thôi thì tùm lum. Nấu ra rồi ép, ba, ép mẹ thì cũng uống gọi là ngon. Hỏi ngon, ngon con, ngon. Cho con nó vui, nó có lòng mà. Nhưng mà thật ra không ngon đúng không? Cũng có khi uống được, cũng có khi... Nhưng mà hai đứa ở nhà gọi nhau bằng gì? Con kêu chồng con là Dương, còn chồng con kêu con là Hoài. Chứ không phải kêu vợ chồng hả? Dạ không. Tại vì trước mặt ba mẹ thì chắc các con còn ngại. Thỉnh thoảng nó gọi nó bằng anh. Có gọi bằng anh đâu? Có gọi bằng anh. Dạ có. Bằng là anh. Con gọi chồng con bằng anh. Con là cái câu chuyện của con là lúc nào cũng từ tốn. Con rất là từ. Lúc trước con chinh phục mẹ con là họ đầu tiên con kêu là cô, xong rồi xưng là con, xưng là cháu chứ. Tức là đầu tiên con kêu là cô cháu, xong rồi kêu cô, xong kêu con, xong rồi kêu mẹ, xong rồi kêu mẹ con. Con có sợ điều gì trắc trở giữa hai đứa con không? Con sợ điều gì nhất? Con sợ bên gia đình con thôi, chứ còn về tất cả mọi vấn đề ở bên gia đình chồng con là con thấy hoàn toàn, con cảm thấy là con rất tự hào, con rất ưng ý luôn. Mọi người đều rất là thương con. Là bên gia đình em chưa chấp nhận hả? Dạ đúng rồi, bên gia đình em thì em cũng không biết là chấp nhận hay chưa chấp nhận nữa. Là hai em có về gia đình bên có mình? Có, về gia đình bên em với tư cách là bạn. Mẹ em thì bạn bè thì thoáng lắm,
nào cũng được hết trơn á, về nhà sao cũng được. Em với mẹ em với chồng em có đi du lịch với nhau một lần, đến cái hang động tình yêu á, mẹ em cũng nói là thôi hai đứa vô nắm tay mẹ chụp cho. Em cứ tưởng là mẹ em đồng ý. Rồi đến một khoảng thời gian sau, lần thứ hai về nhà, mẹ phát hiện xong đấy, khi từ cái lúc mà mẹ phát hiện xong, mẹ kiểu như là mẹ hơi gắt gao, mẹ gắt quá em cũng sợ nên em trốn vô luôn, cắt đứt liên lạc luôn trong vòng là 6 tháng. Cắt đứt liên lạc với mẹ luôn? Dạ đúng rồi. Thôi mẹ con có gọi mẹ cho đi. Mẹ con không nói con cho mẹ không biết. Có nói được thực sự, tại vì nếu như mà mình muốn những cái gì mà muốn nói trong lòng mình không có nói được, con không có thể nói ra được. Con muốn nói nhiều thứ lắm, trong bụng con có nhiều chữ lắm mà con không có nói ra. Con muốn nói với mẹ con gì, con nói thử coi. Con muốn nói với mẹ con là, tức là khi mà con đã yêu ai rồi á, là con yêu rất là chân thành. Khi mà đã quen người nào là con một bụng một lòng một dạ yêu người đó. Mà con cũng mong á, là tại vì con thấy bữa nay cũng nhiều, không phải là con ở theo phong trào nên mới yêu như vậy, mà tại vì con cũng một thời gian dài với chồng của con rồi, cũng được 2.5 năm gần 3 năm rồi. Hai tụi con cũng trải qua nhiều cái khó khăn á, từ dị nghị ở bên ngoài này, rồi có nhiều cái lý do mà hai bên nội ngoại này kia nữa, cho nên là hai đứa con cũng cùng nhau vượt qua rất là nhiều khó khăn rồi. Nên con mong là mẹ con đừng có gây thêm khó khăn nữa để tụi con tội nghiệp. Có bao giờ con với chồng con nằm khóc với nhau nói về điều này không? Có nhiều lắm chứ chú Quyền Linh, nhưng mà dù cho như thế nào thì hai đứa cũng nắm tay nhau đi qua mọi giông tố, tại vì cũng có rất là nhiều giông tố mình cũng đã đi qua rồi. Nhưng mà gia đình hai bên đã gặp mặt nhau chưa em? Dạ chưa. Gặp mặt trên điện thoại thì mình cũng nghĩ là chị biết là con tắt máy hả? Ủa sao tại con tắt, con để cho mẹ con nói sợ, chứ. Con sợ, tại vì cứ mỗi lần gì? Mà mẹ con đặt vấn đề với mẹ con á, là hai đứa quen nhau cái là con nói đánh trong lãng qua vấn đề khác luôn, chứ con không có dám để cho mẹ nói gì. Tại vì cái khoảng thời gian con bị khủng hoảng tinh thần của con á, con cắt đứt mọi liên lạc luôn. Là lúc đó mẹ con có gọi vào cho mẹ những cái gì mà mẹ con đã nói với mẹ rồi, con thấy cũng nặng nề nhưng mà mẹ vẫn bỏ qua hết luôn, mẹ vẫn rất là bao dung. Nhưng nên mà, là con thương nhưng mẹ mà con. Em có hiểu cái cảm giác và nghĩ cho gia đình của em không? Dạ có, nhưng mà bây giờ em quen, em thấy cũng không, em thấy là khi mà em quen một bạn gái như vậy cũng không phải là sai. Em thấy nó không có sai, chỉ là sao, do tại mình. Tại sao con không dám nói với bố mẹ con? Dạ tại vì ở ngoài quê của con nó cái chưa về chấp nhận. Đúng rồi, về cái mà giới tính thứ ba người ta rất là mơ hồ, người ta cứ nghĩ là đó là một cái bệnh. Nói gì nói, mình cứ thú thật tất cả, mình cứ chia sẻ tất cả, chắc là biết hết rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng vấn đề chờ con về, con nên có lời xin lỗi không? Dạ. Bà cha mẹ đi. Với lại dạ. Chị nghĩ rằng là ba mẹ chồng của em không phải là máu mủ của em, nhưng em vẫn thuyết phục được. Thì huống chi ba mẹ ruột của em là máu mủ của em mà, đúng không? Ban đầu em không có dám gọi về, em sợ. Tại vì ở quê em nói rất là nặng, cho nên là em có gọi về cho mẹ bằng số tổng đài của ngân hàng á, thì gọi về chỉ gọi được một chiều thôi, không có gọi được chiều ngược lại. Thì em chỉ gọi để 1 phút 30 giây nghe mẹ em cứ alo alo vậy đó, nghe cái tiếng của mẹ kiểu tiếng nhớ. Tiếng của mẹ để đỡ nhớ. Đỡ nhớ. Không biết sợ mẹ lắm. Nhớ con lắm không? Em không dám nói lên. Tức là em gọi cho mẹ cả 100 cuộc luôn. Nhiều lắm, cứ 2-3 tuần em lại gọi một lần, 2-3 tuần em gọi một lần. Em gọi cho ba em nữa. Xong rồi đến lúc đó em mới dùng hết tất cả cái sự dũng cảm của em. Em nói với mẹ em là mẹ ơi, cái là mẹ em cũng biết là những cái cuộc gọi đó là cuộc gọi của em rồi. Xong rồi mẹ nói là mẹ nhớ em nhiều lắm. Xong mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì mẹ cũng không nói gì nữa. Hai mẹ con khóc thôi. Thấy chưa, con có thể đối diện với tất cả mọi thứ, nhưng tại sao là không đối diện với gia đình của mình con nhờ? Thế này nè con, bây giờ coi như ba mẹ con đang xem tivi đó, ông bà đang xem đó, con hãy trải lòng mình hết với gia đình đi. Bây giờ đối với con á, không có gì hạnh phúc bằng được thấy ba mẹ mình. Chỉ cần ba mẹ có sức khỏe, có niềm vui là được rồi. Đối với con như vậy là con cảm thấy hạnh phúc rồi. Con không có cần gì hơn hết trơn á. Còn đối với bản thân con á, thì về cái việc con quen một người đồng giới, hai đứa con cũng nghĩ kỹ rồi. Hai đứa con cũng muốn gắn bó với nhau. Thông qua chương trình con cũng mong muốn như vậy. Nên là mong là ba mẹ chấp nhận con với chồng con. Con thương ba mẹ con nhiều lắm. Em cũng qua chương trình này, em cũng muốn nói với anh chị ở ngoài quê là con ở trong này thì em cũng coi như là con ruột vậy. Thì mong anh chị cũng rộng lòng thương các con như em đã từng thương con vậy. Anh chị không phải lo gì về con ở trong này phải chịu như thế nào cả. Tại vì gia đình em rất là thương con. Vậy em mong anh chị tha thứ cho cháu, rồi nay mai gì cháu có về thì anh chị hãy dang rộng vòng tay mà đón các con.
chú rất muốn một ngày nào đó con được ôm mẹ, ôm ba vào lòng. Và chắc chắn rằng sẽ có những giọt nước mắt, những cái hạnh phúc. Và chắc chắn lúc đó ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn nha. Hôm nay chồng con không có đến được, nhưng mà gửi một lá thư nhờ chú Quyền Linh đọc giùm, thử xem chồng con viết gì nha. Thân chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và các khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Trần Thụy Thì Dương, là con ngoan của mẹ Tâm được 21 năm và là bạn cùng phòng hay đi cùng xe, hay về chung hướng, hay ăn chung bữa và gần được 3 năm rồi ạ. Nay con viết thư này mang bao nỗi niềm chất chứa gửi đến mẹ và Hoài. Mẹ, người phụ nữ thầm lặng chăm sóc và hy sinh của gia đình. 21 năm qua chưa bao giờ con nói với mẹ điều này, nhưng đặc biệt ngày hôm nay con muốn nói với mẹ rằng con tự hào khi là con của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Hoài, em là người con gái tuyệt vời nhất, người luôn ở bên cạnh anh, động viên, lắng nghe, sẻ chia. Anh muốn nói với em là cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Mong hai người luôn vui vẻ và hòa thuận mãi mãi như hiện tại. Hạnh phúc của mẹ là hạnh phúc của con, là mỗi khi con thấy mẹ và Hoài vui cười với nhau, như thế là con hạnh phúc lắm rồi mẹ. Nhưng có thể bớt một chút tẹo tình thương cho con, để con cảm thấy được bớt tủi thân được không mẹ? Mẹ thương Hoài còn hơn cả thương con nữa. Con đùa thôi mẹ, chứ con biết mà. Với con, không gì hạnh phúc hơn là được chung sống cùng một mái nhà với hai người phụ nữ con yêu thương nhất trên cuộc đời này. Nhân chương trình này, con cũng muốn nói đôi điều với mẹ của Hoài. Trước giờ, con chưa từng dám nói. Con xin phép ba mẹ Hoài, xin phép cô cho con được chăm sóc và che chở cho Hoài trong khoảng thời gian sắp tới. Con mong rằng thời gian cô chú sẽ hiểu và chấp nhận con. Con hy vọng rằng sau này hai gia đình có thể cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật và vui vẻ cùng nhau. Con hứa với cô chú, ba mẹ cô Hoài, trong hiện tại và tương lai, con sẽ không để Hoài phải thiệt thòi hay vất vả. Cả con và gia đình con đều che chở và yêu thương Hoài, để cô chú yên tâm và không bận lòng về hai đứa con. Cuối thư, chúc hai mẹ luôn trẻ và khỏe mạnh để mãi mãi bên hai con. Con chúc con gái ruột nhân vợ của mẹ luôn hồn nhiên. Nhận vơ. Hả? Con gái ruột nhận vơ. À, con gái ruột nhận vơ. À, con chúc con gái ruột của mẹ nhận vơ luôn luôn hồn nhiên, xinh xắn, là cô gái mà mẹ yêu thương nhất. Người viết thư, con ghẻ của mẹ, tức là nhận vơ đó hả? Dạ. À, đọc chứ không hiểu. Tại vì là mẹ thương em nhiều hơn á. Thí dụ mỗi lần mà về á, là tối thứ sáu là mẹ lại gọi. Mẹ gọi mẹ hỏi là hai đứa muốn ăn gì. Mẹ hỏi vậy thôi. Nhưng mà mục đích là mẹ hỏi em nè, mẹ hỏi em muốn ăn gì. Em thích ăn súp lơ nè, em thích ăn bò nè. Em thích ăn toàn thứ ngon không à. Lúc nào về mẹ cũng có những cái món ăn đó ở trên bàn hết trơn á. Còn Dương á, Dương chỉ thích ăn có mỗi cái bộ ốc heo thôi. Mẹ cũng không có mua. Mẹ biện lý do này, mẹ biện lý do kia. Mẹ không có mua, mẹ chỉ mua mấy cái thứ em thích thôi. Cái Dương mà nó đó, xem chưa, mẹ tôi đó đẻ ra tôi bây giờ vậy đó. Bây giờ thương người ta còn hơn tôi nữa thôi. Mẹ cắt hộ khẩu con ra đi. Cho Hoài vô đi. Nên là cứ kêu là con nói với Dương vậy nè. Con nhận vơ đó. Nhận vơ đó. Nên là nói lại chồng em là con ghẻ, còn em là con ruột. Chú nhận con ra, con là một người rất là thông minh, rất là năng động, bản lĩnh luôn. Chính con sẽ là người phá tan tất cả những bầu không khí yên lặng. Và hãy trở về gia đình bằng những cái cách này. Chắc chắn rằng gia đình con sẽ rất là vui ha. Rồi, cảm ơn hai mẹ con đến tham gia chương trình. Hôm nay mẹ có muốn con dâu thay đổi điều gì không?
Nói chung là em chỉ muốn hai đứa cứ như thế này mãi mãi hạnh phúc, rồi làm ăn gì đó chăm chỉ, rồi là lo cho tương lai. Nhưng mẹ thì cũng không có sống đời với các con được. Còn lâu mà trời ơi, trẻ măng à. Con có muốn mẹ thay đổi điều gì không? Dạ, đối với con mẹ con là hoàn hảo nhất rồi. Dạ, hãy, đối với con mẹ con là tuyệt vời nhất rồi. Hãy về nói với mẹ ruột của con y như thế. Dạ. Hãy ôm mẹ con như thế và nói với bố con như thế. Tôi tin rằng mẹ và bố con sẽ chấp nhận và yêu thương con. Không ai bỏ rơi giọt máu của mình đâu. Con nhé, ôm mẹ chặt nào. Tuyệt vời. Cứ như thế nha. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an. Con cảm ơn chú Quỳnh Linh. Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô, đó là sản phẩm Alabio, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người bệnh đái tháo đường. Và đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và em đã đến với chương trình. Em xin cảm ơn chương trình mình với lại anh Quỳnh Linh với dạ. Cháu Lê Lộc. Cô cũng mượn cái chương trình này á, nói những ông bố bà mẹ mà có những đứa con như em vậy đó, hãy dang rộng vòng tay rồi hạnh phúc sẽ được nhân đôi, con sẽ được một thành hai. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Thật sự là khi chú đọc lá thư này á, chú rất là cảm động luôn á, cảm động lắm. Những cái lời viết là chân tình, rất nhiều cái cảm xúc. Mỗi người sẽ có một cái ý nghĩ khác nhau, nhưng nói như bà mẹ đó, cho dù điều gì đi nữa xảy ra thì làm bậc, làm cha, làm mẹ cũng mở rộng vòng tay để đón những đứa con của mình. Quan trọng chúng ta giữ mãi cái hạnh phúc trong chính gia đình chúng ta là được rồi. Xin cảm ơn câu chuyện đầy cảm xúc và đầy những cái tình yêu thương của cặp gia đình này mang đến cho chương trình.